viên nang tinh chất nhung hươu LK là loại nhung hươu 100% nguyên chất, được chiết xuất thuật từ loại nhung hươu yên ngựa của loài hươu đỏ sừng tấm. Sống tự nhiên tại các dãy núi tuyết khu vực Bắc Mỹ. Mỗi viên nang chứa 280mg tinh chất nhung hươu LK. Sản phẩm được sản xuất bởi tập đoàn Beauty Canada bằng phương pháp đông khô hiện đại, giúp giữ lại tất cả các dưỡng chất quý có trong nhung hươu. Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất bằng các nguyên liệu tốt nhất. Thành phần được chúng tôi chọn thủ công từ các nguồn nguyên liệu không biến đổi gen. Nhà máy của chúng tôi đạt chuẩn GMP và mọi quy chuẩn đều tuân theo quy định nghiêm ngặt của Bộ Y tế Canada. Các sản phẩm trước khi đưa ra thị trường, bán cho người tiêu dùng đều được kiểm nghiệm cẩn thận và kỹ lưỡng trong các phòng thí nghiệm để đảm bảo tuyệt đối về độ tinh khiết cũng như hàm lượng mà chúng tôi đã công bố. Với tỷ lệ chiết xuất cao, từ 75 phần nhung hươu tươi mới tạo ra một phần tinh chất LK, do đó nhung hươu LK rất quý và có hiệu quả cao khi sử dụng. Đồng thời nó còn là món quà sức khỏe quý báu dành tặng bố mẹ và người thân.